thấy thì hỏi nó vậy thôi, nó cũng chào hỏi mình vậy thôi à, nó được lắm. Như là cô hay cái vụ việc này hồi nào cô? Cô mới hay rồi dắt sáng, sáng hôm qua thì cô có em bé á, thì nó sáng thì nghe mấy đứa nó nói à, trời ơi vợ đi cửa tôi nó chào chào trời là, mới thấy là, đó là ai đồn cô? Mà cái thằng cháu này đi mận á, dạ. Đi mận rồi đi nó nói vậy đó, rồi cái nó nói cái tôi nói trời ơi mới thấy nó chuyện qua đi rước con đi học đây mượn cái gì. Từ thôi, đoạn đường này thì xe đưa tiễn của chị nè, cái mà Trên mọi thứ, kính gửi lời chào thân thương và chúc sức khỏe đến viên bà cô chú anh chị và các bạn. Hiện giờ Trên mọi thứ đang trên đường đến với hiện trường vụ việc chồng chấm 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 vợ đã ra đi mãi mãi rồi, với bà cô chú anh chị. Một câu chuyện rất là rùng mình, rất là xót xa. Thì hiện giờ Trên mọi thứ đến đó để cập nhật thông tin, để chia sẻ câu chuyện này gửi đến cho tất cả viên bà cô chú anh chị nha. Thì mời tất cả viên bà cô chú anh chị cùng đồng hành với Trên mọi thứ trong video này nha. Đừng quên cho Trên mọi thứ xin một lượt đăng ký cũng như là một lượt chia sẻ video và hãy bình luận ở phía dưới để ủng hộ Trên mọi thứ nha. Thì mời cả nhà cùng quay Trên mọi thứ đến đó như thế nào nha. Thì hỏi nó vậy thôi, nó cũng chào hỏi mình vậy thôi à, nó được lắm. Thì dạ cô cho con hỏi là cô thứ mấy đi cô nha? Cô thứ năm. Dạ cô năm à, vì là nhà cô ở gần đây hả cô? Nhà cô trên đây nè, ở trên này chút nè. Dạ cô có bà con với chị Liễu không cô? Không, cũng ở sớm vậy thôi. Dạ, sớm quen rồi, mà sớm về người ta đó đi giờ thôi chứ cũng không có bà con gì. Như là cô hay cái vụ việc này hồi nào cô? Cô mới hay rồi dắt sáng, sáng hôm qua thì cô có em bé á, thì nó sáng thì nghe mấy đứa nó nói à, trời ơi vợ Kiên Giang nó thấy nó chào chào trời là, mới thấy đó là ai đồn cô? Mà cái thằng cháu này đi mận á. Dạ. Đi mận rồi đi nó nói vậy đó, rồi cái nó nói cái tôi nói trời ơi mới thấy nó chuyện qua đi rước con đi học đây mượn cái con gì đâu con mà em. Dạ con dạ. Chào nó còn hỏi nữa dạ. Rồi tôi nói trời ơi mới đây mà lẹ dữ vậy trời đó, thì thôi cô có biết nhiêu đó cô hay giờ thôi, rồi cô với mắt em bé là cô không có đi lên nữa. Dạ. Có thằng con cô lên. Dạ. Thằng con cô lên thì cúng cho nó đó. Dạ. Như là ở xóm này hay cái vụ việc của giống như người ta xôn xao, người ta đồn dữ lắm luôn hả cô? Cái đó thì cô không dành, tại vì cô không có đi đâu hết, cô không biết. Dạ. Tại vì mình nghe, chỉ nghe là sáng thằng em nó, thằng trời em nó sẽ sẵn đi làm hồ. Dạ. Rồi nó nghe người ta trên này nè, nói nhau trên, rồi nó nói trời trời, ôi vợ thằng Kiên Giang. Mới thấy là chuyện qua đi mượn, nó nói nghe nó tao chết rồi hôn rồi. Trời nghe ơi. Vậy thôi. Dạ. Ừ, cô thì cô có em bé, cô ít đi đâu lắm. Dạ. Nhưng mà nó thì sáng nó đi ngang cô ẩm em bé đứng trước vậy đó, rồi ngang gặp nó thì chào hỏi dạ, vậy đó. Đó là chị Liễu đó ha. Dạ. Chị Liễu đưa con đi học. Dạ. Đưa con đi học. Dạ. Đưa con đi học à, rước đưa vậy đó. Chứ khi nào chị Liễu có ghé nhà cô chơi được không? Không, nó chưa ghé lắm, nó không có ghé. Nói chung là hồi đó giờ nó không có ghé nhà cô, nhưng mà nó gặp cô nó hỏi nó chào vậy thôi chứ nó chứ không có ghé. Nó không có ghé nhà chơi nhà chứ. Chị lấy chồng về mấy năm rồi cô? Cô cũng không gần nữa. Tại vì cô cũng có chồng về đây á, ở xứ cô chợ ôm á có chồng về đây á. Thì nó hôm nay nó ba đứa con rồi đó, mà không biết nó mấy năm rồi đó. Mà nó hiền lắm. Dạ. Như cái sự việc của chị Liễu xảy ra như vậy đó rồi à, cô ở đây cô có sợ không cô? Không có lớn tới gì đâu sợ. Cô cảm nhận được là cái hoàn cảnh gia đình của chị Liễu như thế nào vậy cô? Thì hoàn cảnh là nó khó khăn rồi đó tới giờ. Dạ. Yeah. Khó khăn rồi đó tới giờ, hồi đó tới giờ là nó này nó không có đi mần. Chồng đi mần không ở nhà, con cái là tại nó ba con nhỏ đó ha. Dạ, con cái là nó lo là đàng hoàng hết, đưa con đi học lúc con chưa đi học đó ha. Thì nó đưa ở nhà giữ con cái, chồng con đi mần. Là nó là chung chồng con mần sữa sùng là chồng nó mua không, nó nói gì yeah. Khờ lắm. Không có đi mua đồ nữa không á. Yeah. Yeah. Chồng nó đi mua về yeah. Sữa sùng cho con. Như mỗi lần đưa cháu đi học đó là ẵm thêm hai cháu kia đi chung luôn. Ẵm thêm hai cháu kia đi ơi. Chung nữa. Ừ. Lúc là cái thằng, yeah. Cái thằng lớn đó nha. Lúc thằng lớn đi học á thì một con nhỏ với nhỏ nhỏ nữa đưa. Rồi sau này nhỏ lớn nó đi học mẫu giáo đó. Là đưa thằng kia với thằng nhỏ rồi bế cái thêm cái chú nhỏ theo. Yeah. Rồi có bà nội ở nhà thì gửi bà nội. Còn không có bà nội thì bế theo. Dạ. Yeah. Biết cô biết ở gần thì cô biết cái gì thôi, nhưng mà dạ. Đó thì đó giờ là
nó hoàn cảnh ở đó giờ là nó khổ thì đó thì vậy nha, cô cho con hỏi luôn, cũng như là chị Liễu thì cũng ở nhà nào hỗ trợ với giữ con. Ừ. Rồi anh Giang á thì ảnh đi mành về thôi chứ còn thường thường ảnh có kiểu gì ngoài xã hội không, hay là kiểu không. Như mà anh em nhậu nhẹt không? Thì nhậu nhẹt thì khi cũng có, cũng có khi anh em đồ vui chơi nhậu thì cũng có, nhưng mà nó cũng ít á. Dạ, cái đó cũng bình thường. Cũng bình thường thôi, chứ cũng ít nhậu, nó cũng lo đi làm nặng mà. Lúc con còn ấy lo làm mà sữa sùng cho con uống, mỗi anh ba đứa con. Dạ. Sữa uống, sữa thùng, sữa đồ đó. Rồi đi mành thì vợ không đi mành nữa, ở nhà của mình nó quay chở đó. Dạ, mà con cũng có nghe sự chia sẻ của mấy cô ở xóm với lại người thân trong gia đình đó cô. Ừ. Nói là chị Liễu ở nhà thì hiền với lại hơi khờ khờ. Đúng rồi. Đúng rồi. Dạ. Mà không biết sao mà chị dám suy nghĩ lên như tại vậy cô không? Cô không có tiếp xúc với nó thường, thành ra cô không biết, nó chỉ thấy thì nó hiền. Chứ mình không có nói chuyện, mình không có tiếp xúc với nó thường, thành ra mình cũng không biết nó là sao nha. Dạ. Nhưng mà thấy nó đi thì nó cũng chào hỏi mình, nó cũng là hỏi chào đàng hoàng. Dạ. Nó cũng thân thiện hay cũng thân thiện, nó cũng chào hỏi mình đàng hoàng, nó cũng biết sớm gì nó cũng chào hỏi. Dạ. Nhưng mà nó không có tiếp xúc với mình, nó không có nói chuyện là như là chị em được gặp vui chơi nói chuyện được anh lô la không có. Dạ. Ừ. Như từ trước tới giờ ở đây có xảy ra cái vụ việc nào mà giống như vụ việc của chị Liễu không cô? Dạ không. Rồi chứ tới giờ là không có vụ việc nào như vậy luôn. Không, cái này đó giờ đâu có. Ừ. Vậy cũng mình cũng nghĩ là gọi là cái xôn xao cái vùng quê luôn đó. Ừ. Dạ. Cái vùng quê gọi là cái đường kinh này mình thấy yên bình ha. Ừ. Ở phía bên sông thì đâu có nhà cửa gì đâu. Dạ. Dạ. Không có. Ừ. Mình nó không có nhờ. Dạ. Thì hiện giờ tội là tội cho mấy tội đứa cháu cho mà. Ba đứa cháu. Ba đứa cháu. Thôi. Dạ. Cô thì cô cũng mất em bé thì cô không có ấy. Dạ, vậy tụi con cũng xin cảm ơn cô rất là nhiều ha. Cảm ơn cô. Dạ, dạ. Ở đây thì quý bà cô chú anh chị thấy đây là có cô ở xóm nè, cũng gần chị Liễu mà mỗi khi mà đưa con đi học á đều gặp cô, đi ngang gặp cô. Chào lễ phép chào. Dạ. Dạ. Hỏi. Nó đi nó lủi 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 đi vậy nè, cái hỏi gì đưa con đi học hả Liễu, cái nước lên cái giặt đầu. À. Rồi đi tiếp. Vậy là đi tiếp. Ừ, đi tiếp. Ừ. Dẫn con ẵm con đi tiếp. Mà nghe nói là chị cũng ít nói chuyện đâu phải không? Không có nói chuyện, ít nói chuyện lắm. Dạ, ít nói chuyện. Ông, nhưng mà cô ơi, cô cho hỏi là ở đây thì con cũng nghe những người nói thôi là sợ là em Liễu này là bị bệnh trầm cảm đó thôi. Tại vì là ít có tiếp xúc với người á. Thì đúng rồi, nhưng mà cô không dành, cô không dành. Dễ dẫn đến chuyện này lắm. Mà nhầm khi trầm cảm là diễn ra nhiều nhất là biết thời điểm nào không? Sau sinh á. Ừ, tại vì... Sau sinh là dễ bị trầm cảm nhất luôn. Cái đó thì cô không dành, tại vì mình thấy tay mình không có đi lên đây thường. Dạ. Thì thấy nó đi thì mình hỏi, nó hỏi mình hỏi nó chào hỏi thôi. Dạ. Nhưng mà về đây thì mình không có ở gần, mình không có biết nó là... nói yeah. chuyện nhiều hay là không yeah. mình thấy đi đường ra mình chào hỏi, nó hỏi thì chào hỏi thì thôi. Yeah. Ừ. Có lẽ là mua đường mua đồ đi yeah. đây ngày nào gặp cái nó đứng cái nó gặp trên nó gặp đầu không à, chứ mình nó suy hỏi. Nghĩ á, chắc có lẽ có một cái biến cố gì đó lớn lắm trong gia đình. Ừ. Chị mới dẫn đến cái gặp suy mình, nghĩ nó gặp, dài nó gặp đầu không à, chứ nó không có ít có hỏi, nó gặp yeah. thấy đi rồi mình đứng, nó đứng trong nhà ha, nó thấy mình đi ngang cái nó gặp đầu nó cười yeah. thì gọi thôi đó. Yeah. Chứ nó không có hỏi ừ chị Năm đi chợ hay thứ Năm đi tiệm hay gì, nó không hỏi, ít nói giao tiếp, chỉ nó gặp đầu nó cười vậy thôi à. Yeah. Chào mình cái vậy thôi à. Yeah. Vậy thôi, chứ không có tìm cái vụ mà trầm cảm đồng đồ thì cô không có gần, tại vì mình không có tiếp xúc nhiều với nó đó. Yeah. Mình không có biết thì như trong nhà thì thôi, chứ biết cho mình lâu lâu mình bô ba bữa, năm ba bữa mình gặp nó một lần, gặp đứa con đi học rồi nó cũng chào hỏi mình chào hỏi vậy thôi, chứ mình cũng không có tiếp xúc thường, mình ra cũng không có biết cái vụ đó. Mà không, theo như con nghĩ là xảy ra cái vụ việc là ngay cái cửa sau mà gọi là trước mặt chồng luôn á, tại vì chồng nằm đối diện cái mặt với lại cái cửa sau luôn, nãy thì con cũng có hỏi là đối diện với lại chị luôn đó, mà chồng cứ tưởng là chị là ra sạc điện thoại không à. Ờ, đứng nghe một cái dưỡng ốc luôn á, cái đạo không đó, đứng vừa tầm tại vì nó ngủ rồi nó mắt nó cận thị nữa. Dạ thì bởi vậy ra nó không có dòm rõ, nó không thấy rõ, nó tính ra là vợ nó đứng ra là dạ thì bởi vậy giống như sạc điện thoại á, giống như sạc điện thoại. Cái đó thì cô nghe gơi thật chà. Ờ. Mình nghe nói là sát một bên chồng luôn, đứng đối diện luôn. Mà cái song cửa sau thì mình thấy nó cũng thấp, nó không có cao. Cái đó tầm 1m75 mà ngày qua có một dạ. người kia đo nó đại rồi cô. Em như cô nghĩ chị ít có tiếp xúc với sớm bà con á. Dạ. Khi nào chị không thể bày tỏ cảm xúc với ai được thì chị nghĩ quẩn không? Cô có đó cô không dành. Cô không...
tại vì mình thấy đó giờ nó không tiếp xúc với ai. Dạ thì mình nói chung á là cái sự việc trong gia đình á thì mấy cô sớm dù cho có biết cũng không dám nói. Không, cô, dạ, cô thiệt mình nói sự thật biết cũng không có dám tại tác động tại vì gia đình của anh ta ở tuốt trên mà cô ở đâu dạ. Cô trên này nè, cô trên chỗ cái cục ngã ba đó gì hả, chỗ cái khu quẹo dưới hàng sớm như hàng cũng sớm hàng sớm ha. Ừ, hàng sớm thì quen biết mẹ nó với cha nó mẹ dạ. Chồng với cha chồng nó hồi đó tới giờ với ông dạ. Chồng nó đồ quen biết dạ. Hồi đó tới giờ ở xứ rồi ở sớm đây hồi đó tới giờ thì nó về đây thì cũng biết quen nó thôi chứ mình không có tiếp xúc với nó nhiều. Ừ, nó gặp mình nó chào nó hỏi vậy thôi. Dạ. Chứ mình không có cái con chị nghe là chị chỉ có đi đưa học đưa con đi học rồi mua đồ ăn các thứ rồi về nhà thôi. Đúng rồi. Cũng không có nói chuyện nhiều đúng với rồi. Ai chứ bà con nói sớm thì cười cười vậy thôi. Đúng rồi đúng rồi đúng rồi. Dạ. Ừ. Chỉ đi gặp mình là nó chào nó hỏi những cái rồi nó cười cười cái nó đi. Dạ không mà mình thấy cô chia sẻ mà cô cầm cái nón lá mà cô rung luôn nè cả nhà. Sợ cô cũng cô nói cô không sợ ngủ không sợ luôn hả? Dạ ngủ luôn. Sao mà không sợ được cô mở mắt luôn. Nó chứ dễ gì mà dám ngủ. Nó chứ nó cũng mới ngày đầu thì cũng hơi á chứ thấy mình ở sớm gì không mình cũng không có sợ gì con cháu gì. Dạ. Mà cô có nghĩ là chị đi trong cái niềm uất ức không? Cô có nghĩ được điều đó không? Cô không biết nghĩ. Chứ con nói cô á, phụ nữ á, mà bây giờ mà nếu mà nghĩ tới cái chuyện đó là cũng dữ dằn lắm dạ, đó. Thì không biết làm sao mà nó nghĩ cái chuyện mình nó đi vậy thì cô không biết làm sao. Tại vì mới thấy chuyện qua nó còn nhớ con nó mà nó còn dạ. Nói chuyện nó còn cười rồi đó. Dạ. Sao trời tối lời nghe vậy mình cũng không biết làm sao. Biết cái chuyện do biết ức thì sao mình không biết tại. Nói chung là mình nghe là mình giật mình liền nghe giật mình thôi với phải vậy. Hồi đó bây giờ phải nghe nó tiếp xúc với người ta nhiều là nó nói chuyện với người kia nhiều thì mình còn nói là nó khi nó mít lòng với người này mít lòng với người kia phải không? Dạ. Rồi nó bị quẩn. Còn cái này đó giờ nó không có mít lòng với ai mà nó không có tiếp xúc với nhiều người mà nó không có ấy gì chứ mình đâu có ngờ nó vậy đâu. Dạ. Trên Mạch Thứ gửi lời chào thân thương là chú sức khỏe đến biến bà của chú anh chị. Thưa cả nhà thì cũng gần tới giờ đưa chị Liễu về nơi ăn ngày cuối cùng rồi cả nhà. Thì có một chú nè ẩm đứa con của chị Liễu nè. Dạ con chào chú nha. Dạ thấy chú ẩm đứa cháu mà thấy chú xúc động gây lệ luôn cả nhà. Nhìn thấy tội không cả nhà. Chú là bà con sao với chị Liễu chú? Ở xóm. Ở xóm mà chú thấy chú xúc động như thế này. Dạ, hóa ra tội luôn. Hoàn cảnh của chị Liễu này là theo dõi ở xóm này là khổ nhất không chú hay là khổ? Khổ là dạ. Khổ. Có nhiều đi mới xong đó. Gì đó hả? Dạ. Có nhiều đó. Dạ. Này chắc trai Út của chị đúng không? Nhỏ nhất. Nhỏ nhất ha. Năm nay được bao nhiêu tuổi rồi chú? Nó 2-3 tuổi gì đây. Nó 3 tuổi ngoài. 2-3 tuổi rồi hả? 2-3 tuổi gì hả? Dạ. Nữa con. Hai tuổi hả? Mẹ đâu rồi? Mẹ con đâu rồi? Ồ, chỉ vô trong đó thôi nha. Ồ, thấy tội không? Sớm. Nói tội đúng không? Hỏi mẹ đâu rồi? Chỉ vô trong nhà. Quá trời tội luôn. Dạ. Cũng gần tới giờ hai chú ha. Dạ. Cả ngày đó đi làm với chú. Dạ, đi làm cái gì? Làm hồ, làm gì cũng làm chứ. Dạ. Làm vườn, làm đi. Dạ, trời ơi. Chú nói mà chú tới đâu mà chú ghê lại tới đó luôn cả nhà. Có lấy sữa đưa chị đi cũng rất là xa luôn đó, một đoạn đường cũng rất là xa luôn ha. Dạ, thấy tội ha mấy cô ha. Dạ, thấy quá trời tội. Trời ơi, thấy đi bồng dắt con đi tắt đường này nha. Dạ. Gần như tắt trên trường học. Dạ. Ừ, đường nó xa bị nhiều á. Đấy cái dẫn đi đường này đi tắt ra. Dạ. Ai sách mất mang 2-3 đứa. Dạ. Ừ, dắt cho bồng như vậy. Dạ. Bây giờ mẹ mất rồi tội nghiệp không hết trời. Trời ơi. Cô lại sớm không cô? Sớm ở gần bên nè. Dạ. Cảnh sao cô thấy sao cô? Khổ lắm. Thằng này đi mượn đâu cũng ăn đâu. Chồng đi làm mướn hay không? Mà còn thiếu tiền quán thôi. Dạ. Lắm chồng không biết không mà mua thịt đồ cho con ăn á. Dạ. Không tiền bạc mua chút triệu. Dạ, tội nghiệp quá. Khổ lắm. Chị được cô gần ở đây luôn. Gần nhà đường hẻm này đó đó, chút mà. Dạ. Đưa gần nó mà con đi hàng ngày không à. Dạ, dạ. Khi mà gần tới giờ đưa chị đi ở ngoài cô chú ở xóm hoặc là cũng không có gần đây để cũng lại để đưa tiện chị ha. Dạ, cũng thấy tiện tôi. Tôi có bệnh khớp tôi không dám vô đám ma cơ đi. Dạ. Chứ đưa nó đi à. Dạ. Khớp không dám đi theo. Dạ. Nói cho tội luôn cả nhà ơi.
đây cũng gần tới giờ nè cả nhà, đang dọn nè. Đúng rồi, nó hai bên vô nó chặt á. Thôi cả nhà thì thôi cả nhà thì cũng bên mấy anh em bên đạo tì cả nhà thì cũng chuẩn bị nha. Thưa cả nhà thì nhà của anh Giang với lại chị Liễu với bà cô chú anh chị thì rất là nhỏ như thế này luôn cả nhà. Một lát nữa thì đưa cái áo quan ra không biết như thế nào nữa quý bà cô chú anh chị, rất là khó đi luôn ha. Để một lát nữa mình cập nhật chia sẻ rồi mình đưa tiện chị đi lần cuối nha cả nhà. Đưa tiện chị đi lần cuối. Đây là có mấy đứa con của chị nữa, mà có chú anh chị ba đứa con nha. Anh Giang với chị được ba người con. Cũng còn rất là nhỏ luôn. Tại vì chị mới có 31 tuổi thôi, với mà có chú anh chị. Ở đây thấy mấy cô nè cầm để đưa đi nè. Không biết cô không biết cầm nhang tới đó không biết còn không, nó sợ nó tàn hết luôn á. Có đem theo. Dạ, nhưng mà cứ đốt, mình đốt hoài luôn ha cô ha. Thấy đoạn đường cũng rất là xa luôn. Đường đây là mình đem rồi đang hút có đốt cơm. Dạ. Thấy mấy đứa nhỏ cầm mấy nén nhang cả nhà nhìn thấy xót xa. Nghe chứ mày rồi. Nghe đã miếng qua mất cái thôi. Mấy đứa đưa tiễn mẹ lần cuối ha, lần cuối cùng. Mấy đứa thấy cũng nhỏ rất là ngây thơ luôn, nhưng mà cô chú anh chị không có biết gì, không biết mẹ mình ở đâu, hỏi mẹ ở đâu thì chỉ vô trong nhà đó nha. Cái này không? Sao hết rồi? Không còn ai. À, làm cái nhà ơi. Đưa chị nè. Cái đoạn đường này rất là nhỏ em biết bà cô chú anh chị, nên phải đi xe này nè, chạy xe này. Con cái gian cái hai nút cái đi anh ơi. Đường nó lắc dữ lắm mấy không? Cái học quen luôn, học quen này quen. Hai người đứng hai bên này. Chỉ rất là gần luôn ha chú nha. Gần gần dữ lắm. Rồi gần này đi cho nó an toàn phải không? Dạ. Vì đây mà biết là gần này nó gần đó. Dạ. Nhưng mà phải cho nó an toàn đi. Đúng rồi. Cho nó đỡ lắc á, nó đỡ đụng á chút. Đúng rồi. Dạ. Có tắt hết á. Ủa luôn hả? Ờ có mấy ảnh rồi. Mấy anh dịnh rồi. Chưa? Trời ơi, nhà thì giờ chuẩn bị đi nha cả nhà. Đang đi nè quý bà cô chú anh chị.
Tôi có nhà thì đang trên đường đưa chị đi nè, các bà cô chú anh chị. Ở đó. Thì do đoạn đường này cũng rất là dằn nha, nên đi cũng rất là chậm nha quý bà cô chú anh chị. Rất là chậm luôn. Cái nhà thấy xót xa không? Đoạn đường vô cũng như là cái đoạn đường ra cũng gì rất là khó khăn luôn. Tuy rằng cái đoạn đường rất là ngắn nha, nhưng mà thấy đi cũng rất là khó. Đưa tiễn tuy rằng rất là ít nghe với bà cô chú anh chị, nhưng mà đó là những tấm lòng của mấy cô đưa tiễn chị lần cuối nha. Mấy đứa con của chị nè với bà cô chú, tội không, xót xa luôn. Đây ra ngoài còn gần không chị? À, giờ mình đậu xe để đỡ đi anh Dũng ơi. Mình đi theo, mình chia sẻ cho cả nhà xem luôn nè. Thôi ra đây một lát nữa thì cũng đã tới rồi, biết mà cô chú anh chị. Ngoài thì có chiếc xe lớn. Mấy đứa nhỏ là cái nhỏ. Mấy đứa con của chị. Ba đứa con luôn. Có lời ba đứa con.
cô chú anh chị thì cũng chuẩn bị lên xe nè cả nhà, để đưa chị đi về nơi ăn nghỉ nha quý bà cô chú anh chị. Thì mình cũng xin khép lại video tại đây nha cả nhà. Thưa cả nhà, thì do cái đoạn đường đưa chị đi quả thiêu rất là xa cả nhà, khoảng qua tới Đồng Tháp đó nha, chạy khoảng 1 tiếng mấy 2 tiếng đồng hồ với quý bà cô chú anh chị. Mình không có thể chia sẻ đến cuối cùng để đến cho tất cả quý bà cô chú anh chị được, thì mình chia sẻ tới đây thôi nha quý bà cô chú anh chị. Cầu cho chị sớm làm đang lạc nha cả nhà. Dạ, chào chị nha. Ở đây mà chị nguyên nhân vì sao mà lại xảy ra một cái câu chuyện gọi là thương tâm gì chị ha? Thì cái nguyên nhân trong gia đình thì chị không biết, nhưng mà sáng lại thì nghe là cái sự việc là cháu nó không biết, trong gia đình nó buồn phiền thì mình không biết, nhưng mà sáng thì nghe trường hợp nó vậy đó. Còn vụ việc xảy ra lúc nào vậy chị? Theo như sự việc xảy ra thì theo như giấc đó nghe nói 11 giờ mấy, tại vì trong nhà nói thật ra là mình giấc phi, mình đâu có đi vòng vòng đây. Dạ. Thì nghe nói là 11 giờ mấy thì chồng ngủ, đi làm về cũng ngủ rồi phia cái kêu vợ múc miếng nước á. Dạ. Thì trong khi kêu thì vợ nín thinh lên, nó la lên thì trong thân vòng vòng này nè mới chạy qua. Rồi mình thấy trong khi đó thì còn ấm cái ngực á, người. Dạ. Thấy mới chở đi không tại giờ phia xích trong đây đâu có ai đi được, gần nó chứ sao dám đi. Dạ. Rồi mới chở đi ra cấp cứu Nguyễn Long á. Dạ. Mình nghĩ có lẽ là chị Liễu mới vừa xảy ra thôi. Còn mình còn ấm ha. Dạ. Cái ngực trong người bà mẹ chồng nói là còn ấm cái ngực, lòng ngực. Dạ. Mấy tóc chở đi, ra ngoài thì bác sĩ nó đã mất rồi. Nếu mà có thể kịp thì khoảng 15-20 phút gì đó có thể là nếu ra kịp trước giờ đó đó. Dạ. Rồi chứ sự việc nó lại vậy, nhưng mà trong gia đình thì mình không hiểu, chuyện vợ chồng thì mình không hiểu được. Rất là người ta thương tiếc. Dạ. Nói thẳng là sáng mà nghe cái tin nó gọi là có thể là da gà nó đều nổi lên, mà lộng như mình bàng hoàng, mình không phải là thân nhân của mình mà giống như cái người mình mất đi một cái gì á, nó thẳng là dạ. Mình cảm thấy ở sớm mình thấy đúng rồi, thiếu gì mình rất là buồn, tại vì mỗi ngày gặp mà chị. Dạ. Sáng nào cũng đều đi ngang đi mua đồ ăn đi chợ mà. Dạ. Thì nó cũng đưa con, sáng là nó dắt ba đứa con đi, thì có khi gặp thì cũng nói chuyện, rồi có khi cho tiền mấy đứa nhỏ đi học. Dạ. Rồi khi cũng rất là thương nó. Mà rồi đúng rồi, phải chia sẻ đè nén hết, đè nén hết nó nhẹ được, nhẹ còn được đúng rồi. Nội tâm liệu, nhưng mà nói thẳng là ít nói mà không hề đi chơi đi bời ở xóm mà la cả ra là không có, đưa con là đi thẳng về nhà cơm nước, qua cái quán này mua đồ là đi về, mời uống ly nước nói uống đi con trả tiền, không là không. Dạ. Mà xóm này đều ai đều biết. Không, vui buồn gì đề đấy trong lòng hết, nhưng không phải như mình đấy, nhiều khi mình buồn mình có tâm sự gì mình còn kiếm bạn đâu ha, hoặc là mình đi đâu thoải mái, còn nó không có, nó thẳng là ở nhà là trực chiến 24/24. Dạ. Chỉ con với chồng thôi. Như là bên phía kinh tế trong gia đình đó là phụ thuộc vào chồng hết không? Đúng rồi. Kinh tế rất là nghèo nên phụ thuộc vào chồng đi làm, đôi khi thất nghiệp. Nếu thất nghiệp thì đâu có đủ. Mẹ chồng lo phụ, tại vì giờ ba đứa con mà nội mà nếu ăn hàng ngày thôi là mình cũng đã là thấy nên là vất vả rồi. Dạ. Thì có gì ăn mấy, mà thì có ít đồ ăn ít thì nhường con nó ăn, chồng làm mẹ mà. Nhưng mà nói về nó là nó chết rất là nhiều người thương tiếc. Chứ không phải là mà ai cũng đều thương cái hiền, cái dễ thương. Dạ. Không bao giờ nói gì ai đâu, ai nói gì cười. Giận chó đi ngang mà nó mẹ cũng cười chứ không giờ cãi lại được cái nước. Dạ. Còn tôi cãi ạ, con chó tôi nói con chó, còn mẹ tôi nói con mẹ. Dạ. Còn nó không có. Đúng rồi đó, tôi nói vậy có sao tình đời y vậy. Nghiệp mới ở nhà, không có việc làm. Thằng chồng nhà giữ cũng rất là kỹ càng nha. Ba đứa nằm võng thì chồng cũng cơm nước, đưa đi học đồ rất là đàng hoàng. Dạ. Nhưng mà hoàn cảnh nó quá khổ, theo tôi cũng chết nó đựng đây nó. Cái hoàn cảnh mà kinh tế không có rồi thiếu thốn mọi bề á. Dạ. Rồi mình trời ơi, đã mình sống cuộc đời đó mình biết mà, nhưng mà nó rất là nó không có tâm sự đâu, đừng ai biết cái chuyện gì nó thẳng luôn. Nếu mà nói thì tâm sự là không bao giờ có sớm này người nào hết, bảo đảm không chơi ai lấy gì tâm sự. Tổ qua tâm sự mấy chị em mình cũng để rồi cô Mười ơi này, nó không bao giờ có câu đó, tại mình thấy nó khổ thì mình cho. Trời mấy cái đó tôi nghe là tôi la chết luôn á. Từ từ cuộc sống nó thoải mái, em đừng bi quan. Từ từ
thì ai sống cũng đều khổ, từ từ con mới vậy. Nếu nó nói thì mình phải liền, không có được. Rồi mình đâu biết con. Đó, bà già chồng còn không có, lúc đó bà già chồng hỏi mấy ngày trước hỏi sao buồn vậy, cũng nín thinh. Cười vậy nè, ai nói gì đều cười nhẹ. Không có gì hết trơn, ai biết gì đâu. Dạ. Nó thương nó lắm. Thiệt, nó trời ơi, không có gì nhưng mà sáng là tôi nghe là tôi rớt nước mắt liền. Nó nói thật, mà chợ cua ở ngoài phường 5 á. Nhưng mà gia đình bên mẹ cũng rất là khổ. Khổ cực kỳ, mẹ cũng bị tai biến. Tai biến rồi ông già mất rồi, ôi trời hoàn cảnh thì thôi, khỏi nói. Nói bên nào cũng đều khổ. Không còn đường đi nữa thì đó. Dạ. Rồi đó, hả, mới nghỉ quẩn vậy đó. Vậy là cái phần đất này là của bên gia đình cho. Bên mẹ chồng. Bên mẹ chồng. Mẹ đất chồng. Của bên mẹ chồng cho. Cái nhà cái bên nó sát vách luôn. Thì có một chút xíu đất là chia làm hai đứa con trai hai căn. Vậy là hai căn nhà liền kề là hai anh em. Anh em không à, nhà đó là ba bốn anh em chung đó. Mới đầu là anh một rồi anh Hùng rồi ba anh em, đúng rồi ba anh em gần kề. Nhưng mà vụ việc xảy ra là khoảng 10 giờ mấy hả? 11 giờ mấy là mới nghe la lên. Nói cho rành là anh Hùng mới nói, là chú nó nói. Dạ. Lúc mà kêu đó là phát hiện ra rồi. Dạ. Còn cái lúc mà phát hiện ra rồi. Khổ là không biết mấy giờ. Đúng rồi. Dạ. Sự việc nó không biết mấy giờ. Tại người ta làm lén sao biết được. Dạ, đúng rồi. Dạ. Nói nào cho nó chính xác. Đâu đó cũng khoảng nửa tiếng tôi nói cũng mới đã đổ lại còn nóng hỏi là mới đã đổ lại còn ấm không đúng ấm nó còn ấm xì mà nghĩ nó thương nó nói ủa sao bị gì như là bệnh phụ nữ hay là bệnh cái gì đau gì mà kêu taxi rồi con mới bóc số máy gọi vô con và Út Điểm là hai cuộc nó không bắt máy 10 phút 1 giờ 23 phút thì ví dụ nó chạy xe thì mình kêu ban đêm thì nó cũng chạy vậy mà khiến là không có chạy nữa. Mà không có chạy nó lên nó thấy thì nó cũng không chạy nữa. Taxi thấy vậy đâu có chạy. Tôi nói thiệt mấy cái tình trạng nó không có gì cần gì taxi. Mà nói là kêu cấp cứu. Có chiếc xe Honda này tôi ẩm lên chính giữa tôi ngồi tôi ôm tính que không có cần taxi. Nó quật quại quật cái gì mày để trên vai tao từng trời ơi, tôi từng cứu mà mày nói tao tức. Phía sau á chị. Đó cô quyết cái thằng đó xỉu ngang nè, nó bự con tôi ẩm lên chính giữa tôi ôm thằng Điểm trả tình bình thường xe Honda. Cái gì mà khó? Nếu mà lúc đó tại đừng ông tôi ôm bình thường. Quá nếu mà mình gấp quýnh lên. Mình gỡ xuống mình phải hô hấp á. Đúng không cô? Thay dầu bắp dầu không có biết là thay dầu bắp dầu. Không có biết không hát tại vì mình cái người dân mình cũng trong khi bói trong đúng rồi này là thím dâu nè kế bên thì bà chạy qua trước đó nha rồi á hả con ngồi con chầu trực điện thoại á hả gọi lên hỏi ông chính này tới giờ này chưa có đi nữa ông chính ông chạy ra ngoài cái số một bên nhà con số cú á có cái thằng chạy xe Tâm. Xe thân Tâm đó nó qua gõ cửa người ta đi bây giờ hả cái máy con mất rồi không có số nữa thì ra đó kêu cửa người ta chứ đâu có biết tình sự như vậy mình có số của con Hạnh gọi cho con chồng nó lên cấp cứu thì nó nhanh thì hơn. Nói đi á nó thẳng trong cái chút bối rối là không bao giờ mình nghĩ ra cái sự việc nào để mình làm qua rồi thì mình mới nghĩ thôi chứ trong đó nếu vậy thì đâu có chết hơn đó mình muốn cứu chưa mình suy nghĩ là ở trong đồng trong ruộng là nếu mà tìm được một chiếc xe nó đúng rồi mình đây nè thằng em kế bên xe đây mà chỉ ngại chứ không đập cửa kia đây sát đây xe hơi đây rồi nhỏ em mới nói vậy trời vậy mà mấy cái chuyện nhà bà không đập cửa kêu cái bánh ấy ngại tại vì chiều là mấy tôi là nhậu đây là tiệc tùng để cho thằng em nó đi làm chia tay nhưng mà cũng còn lính người ta không có phải nói xỉn nhưng mà trong khi hữu sự thì hữu phải có nó cũng gán à không có chạy nè đâu phải mà nhậu để say mè mà nằm mà lây dưa đâu nhưng mà chỉ không có kêu thành ra trong cái thời gian mình lính quýnh mình kêu xe đã quá nó đã quá muộn mà năm người ngủ chung là năm người đây nè thì kế một bên cái cơ buồn vậy chứ ai chồng chứ ai cái hàng để không đi vô không được dạ trời ơi nằm ở dưới gạch khó khăn lắm nói chung là không còn đường nào mà trong khi nó ra nó tỉ tôi đi tiểu đi sao hay tay ẩm hai tay dắt hai đứa con mà lại mua đồ ăn đủ rồi nói ờ giờ mua đi thì trả tiền cho cũng không chịu là không chịu không nhận luôn á nha cái tánh vậy đó cũng có cái lòng tự trọng cao lắm đúng rồi không chịu là không chịu đó thì khi mất mà thì ai còn thiếu với tiệm mới dưới là 2 triệu mấy nhưng mà người chị tôi nói nhưng mà người chị tôi nói là để lên thắp cây nhang rồi cho nó luôn tiền là mua đồ ăn nha chứ không phải là mua ăn giặt nha nói cho đâu đó là cho nó sự việc nó gành là mua đồ ăn cho con thay vì chồng chưa đánh lương kịp
Thì mua thì nghe người chị, sáng người chị có tâm sự nói thiếu chị 2 triệu mấy, nhưng mà để chị lên đi đốt nhang là chị gửi tiền. Ba đứa con nhỏ nữa. Dạ. Ai đâu chồng đâu mà để đi làm. Dạ. Bây giờ chồng dạ, thầy đâu lại quay phim nữa. Bây giờ chồng cũng nuôi đứa nhỏ mới sanh nữa. Mà tới hội từ thiện tới quá trời bánh đó. Ừ. Bởi vậy hả? Dạ. Cầu mong các cái mạnh thường quân người ta giúp đỡ cho. Dạ. 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 Thì mấy cái hoàn cảnh này dĩ nhiên người ta phải hỗ trợ, người ta giúp đỡ đó, chính quyền rồi đó, nó anh Thanh nữa đó. Không có ai muốn mà đổi một mạng người mà bỏ ra một bầy con mà để mà làm như vậy, mà chuyện nghĩ quẩn quá. Dạ, dạ. Thôi, như là bị trầm cảm quá, cái khó khăn rồi, hết đường đi rồi. Dạ, dạ. Bên mẹ ruột cũng quá khó khăn luôn. Dạ. Bà thì bị tê biến nằm một chỗ nữa hả mọi người ha? Ta để cho con người nó nhẹ nhàng. Đâu phải đâu nói đâu. Dạ, đúng vậy. Dạ. Nói mình phải nói lại cái đúng cái sai, phải giải thích ra để cho trong cái lương tâm mình nhẹ nhõm không à. Mình không nói được mà. Thí dụ như gặp bề trên mà gặp cái người lớn tuổi hơn mà mình á, mình sai đó, mình không sai đó, mà người ta nói mình sai, có thể mình đi giải tỏ cho người khác được, mình không hỗn ẩu được. Còn á hả, đằng này không đúng dạ, sai gì cũng để ghim trong đầu vậy đó, lâu ngày á trầm cảm nó làm như cái nói mà mỗi nhà mỗi cảnh không, đường. Không ai mà hiểu nổi, chỉ với người trong cục mới hiểu người trong cục thôi. Dạ. Nó có cái này chỉ có chồng mà mới hiểu được. Đúng rồi. Qua công an huyện cũng nói mà chỉ có người ấp tay gói hiểu thôi, ngoài ra mình không có biết được. Dạ. Nhưng mà thằng chồng thì lâu lâu cũng ăn nhậu cũng khùng khùng, nhưng mà không ai thương vợ bằng thằng này đâu. Dạ. Tới ngày lĩnh lương là vợ con là nhưng mà hôm nay thì thôi mấy anh là đến đây như vậy thì thôi, có thể là các nhà nào mà có coi được cái kênh của mấy anh á, có thể là mạnh thường quân, thì tôi cũng mong muốn là cũng như hỗ trợ cho mấy đứa nhỏ nó có cuộc sống như sau này nó đỡ, chứ còn thấy hoàn cảnh tụi nó thôi hết ý kiến. Mình thấy là còn cha mẹ đây mà mấy đứa đúng nhỏ rồi khổ nữa. Tại vì bản thân tôi nè, tụi con tôi rất là sung sướng á, mà mình thấy hoàn cảnh như nó đó, mình thấy đứa nhỏ nó mới tạo ra mà nó cuộc đời nó mới tuổi đời vậy mà nó, mình thấy không thể nào mình chịu được. Thì mong các nhà hảo tâm thấy hoàn cảnh này là bằng sự thật, không phải là không có sai lời nào hết, thì có thể hỗ trợ cho mấy đứa nhỏ nó có sữa nó uống, hoặc là sau này nó đỡ hơn ta. Giờ là chỉ nhờ cộng đồng mạng thôi, chứ ngoài ra là cái người ở xóm thì mình giúp cũng một phần nào thôi. Dạ, không rồi. Thể tôi nói mấy anh công nhận không, không bao giờ giúp hoài được. Dạ. Thì nhờ cái cộng đồng mạng chia sẻ mạnh thường quân người chút chút thì mấy đứa nhỏ nó đỡ. Dạ, ý em cũng vậy đó, em thấy cô chú ở xóm á thì người ta cũng còn cái gia đình đúng rồi, chị cũng còn gia đình riêng của chị, giúp phần nào giúp thôi, phần nào đó. Dạ, chứ còn đâu nhất phải mình thôi, nói chung mình giúp nhất thời đó. Nhất thời đó. Dạ. 50 ký gạo lại đúng rồi gì đó, còn để lo cho cái cuộc sống sau này nó lâu dài thì cái bắt quá đi quá, nó đau bệnh bất tận hưởng thì mình giúp cho nó được vài trăm ngàn thì được, chứ đâu phải giúp mà hoài thì không bao giờ giúp được. Dạ. Thì mong các nhà hảo tâm nó thấy hoàn cảnh chia giúp đỡ giùm cho mấy đứa nhỏ. Dạ. Nhưng giờ nó vô tư lắm, cười cười thôi mà không biết gì đâu, hỏi mẹ đâu, mẹ ngủ chỉ nói vậy thôi. Hôm qua ginh mẹ nó về là 11 giờ mấy. Cái đó vậy nè, trời ơi mẹ đi đâu sáng giờ mới về, nó mà nước mắt nó chảy luôn nha. Dạ, ginh dạ, cái ngang đứng nha, trời nói mà tự nhiên lạnh mình luôn nha, nó đứng ba đứa nhỏ đứng, tôi đứng gõ gàng đi dòm, nói mẹ về, mẹ đi đâu mà từ sáng giờ mới về vậy trời, đứng nói tỉnh queo, ba đứa đứng nói tỉnh queo, ba đứa là không đứa nào biết chừng á, nói chết, nó không hiểu chữ chết là gì, nó nghĩ cái chữ chết là đi luôn hoặc là đâu phải nghĩ chữ chết như mình, thành ra, chút là tỉnh, chắc nằm nữa đó, đâu hiểu, nhưng mà thằng lớn thằng học lớp 1 thì hôm qua này nó biết nó khóc, thằng lớp 1 nó nói mẹ chết rồi, nó khóc. Còn cái thằng nhỏ xíu, còn nhỏ mà, hồi qua coi nó đi, vô tư con xíu à. Dạ, dạ. Khúc nha. Cỡ 5 tuổi rồi. Thằng nhỏ nó là 15 tuổi. 6 tuổi. Con nhỏ. 6 tuổi. Thằng lớn lớp 1, con nhỏ nhỏ học mẫu giáo, bữa thằng kia còn nhỏ. Đứa thứ ba là gái hả? Gái, đẹp lắm. Con nó vậy chứ thấy thương, trắng tươi, mà ba đứa con tốt lắm. Chị đã chia sẻ hoàn cảnh gia đình của chị Liễu ha. Và một lát nữa thì mấy anh em qua bển chia sẻ cái câu chuyện gia đình, cũng như là quay rõ hơn để gửi đến cho quý bà cô chú. Thôi chứ chị cũng cảm ơn các cưng cũng giúp đỡ vậy đó cho. Dạ. Hoàn cảnh rất là khó khăn. Dạ. Dạ cũng xin cảm ơn mấy chị rất là nhiều ha. Rồi. Dạ.